sáng ngày 6 tháng 7 tại xã Cao Thịnh. Huyện ủy Ngọc Lặc tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng đảng dành cho cấp ủy cơ sở và bí thư các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở năm 2024 cho 114 đại biểu là bí thư, phó bí thư đảng bộ các xã, bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đảng bộ các xã cụm 3, gồm xã Quang Trung, Đồng Thịnh, Cao Thịnh, Lộc Thịnh, Ngọc Trung, Ngọc Liên, Ngọc Sơn. Đồng chí Bùi Huy Toàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện phát biểu khai mạc hội nghị. Tại hội nghị tập huấn, đồng chí Bùi Huy Toàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã thông tin nhanh về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị, công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Đồng chí Lê Xuân Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, truyền đạt chuyên đề một số nội dung về nghiệp vụ công tác đảng viên, gồm kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức, quản lý hồ sơ đảng viên, phát thẻ đảng viên, giới thiệu sinh hoạt đảng, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên và một số vấn đề khác liên quan đến đảng viên. Chuyên đề một số nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhiệm vụ của bí thư đảng ủy, bí thư chi bộ trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong quá trình truyền đạt, các đại biểu đã được thảo luận, trao đổi một số kinh nghiệm xử lý các vấn đề cụ thể nảy sinh trong thực tiễn của tổ chức cơ sở đảng. Thông qua hội nghị tập huấn giúp cho các đồng chí là bí thư, phó bí thư đảng bộ, chi bộ trực thuộc vừa nắm chắc được lý luận có thể vận dụng ngay, vận dụng thành thạo vào nghiệp vụ công tác đảng tại chi bộ, đảng bộ nơi công tác, nâng cao năng lực, kỹ năng nghiệp vụ cho bí thư, phó bí thư đảng bộ, chi bộ cơ sở, nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả sinh hoạt chi bộ, công tác điều hành và kỹ năng lãnh đạo quản lý thời gian, vận dụng có hiệu quả và xử lý tốt các tình huống trong thực tiễn, nêu cao tính tự giác, tính chủ động của các đồng chí cấp ủy trong việc nghiên cứu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng đảng tại cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.